Chào mừng mọi người đã quay trở lại với bản tin cuối ngày trên kênh YouTube Sen Vàng TV. Và bây giờ là thời điểm chúng ta cùng nhau điểm lại những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay nhé. Liên quan tới vụ việc võ sư bạo hành vợ, thì mới đây một cán bộ công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội cho biết chị L đã xin hòa giải và rút đơn tố cáo về bạo hành. Tối ngày 28 tháng 8, trao đổi với phóng viên, chị H, chị gái của chị L, nạn nhân bị chồng bạo hành ở quận Long Biên cho biết, sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị và em gái chịu nhiều áp lực, chị L vẫn luôn trong tâm trạng hoang mang trầm cảm. Trưa cùng ngày, gia đình đồng ý hòa giải rút đơn, em gái chị là người ký bảo lãnh nhưng vẫn sẽ làm thủ tục ly hôn với Vinh. Vinh đã viết đơn cam kết với cơ quan công an sẽ không có hành động, lại nói đe dọa khủng bố tinh thần chị L và người thân gia đình chị. Trong bản cam kết, Vinh cũng thừa nhận hành vi bạo hành vợ hôm ngày 26 tháng 8 là sai trái và rất ân hận. Vinh cam kết sẽ hợp tác, hỗ trợ chị L nuôi dạy hai con. Một cán bộ công an quận Long Biên cho biết, cơ quan điều tra sau khi tiếp nhận trình báo đã giải quyết đơn tố cáo theo quy định. Tuy nhiên, gia đình chị L rút đơn tố cáo và Vinh có bản cam kết nên cơ quan công an tạm cho đối tượng về và sẽ xem xét xử lý sau. Mong rằng anh võ sư này sẽ ăn năn hối lỗi trước những hành động đối với vợ mình và cũng cầu chúc cho chị L sẽ sớm vượt qua thời gian trầm cảm này nhé. Mới đây, một clip ghi lại cảnh ba xe máy va chạm liên hoàn và cái kết không ngờ khi xe container xuất hiện. Đoạn clip ghi lại pha va chạm liên hoàn của ba xe máy, một ô tô và một chiếc xe container. Người phụ nữ dừng xe máy đang ngoái đầu về phía sau để quan sát thì bất ngờ bị một xe máy cùng chiều tông mạnh. Cả hai lái xe đều ngã lăn xuống đường. Ngay sau đó, một người khác điều khiển xe máy đi tới, do không làm chủ tốc độ. Người này tự ngã, văng vào người lái xe máy còn chưa kịp đứng dậy ban nãy. Chuỗi tai nạn chưa dừng lại ở đó. Khi những nạn nhân còn đang đứng tại hiện trường, chiếc xe container cùng chiều bất ngờ xoay ngang giữa đường. Nó va chạm với một ô tô đi trước và xoay 180 độ, kẹp một chiếc xe máy dưới gầm, ba người lái xe máy hốt hoảng bỏ chạy. Vụ tai nạn liên hoàn khiến người xem không khỏi ngạc nhiên. Nhiều ý kiến bàn luận xung quanh tình huống hy hữu này, tránh được va chạm này lại gặp va chạm khác. Nhưng trong cái rủi có cái may, ba người lái xe máy chạy kịp là còn may đấy. Thành viên Thăng Vũ bình luận, rút kinh nghiệm, lần sau có chót va chạm với ai thì nhanh chóng xử lý hiện trường, đứng giữa đường có khi lại thêm họa, một dân mạng khác viết. Qua đoạn clip trên, đúng thật sự là trong cái rủi có cái may, rất may là không thiệt hại về người. Những người trong trường hợp này chắc phải một phen hú vía, mong rằng khi tham gia giao thông thì chúng ta nên làm chủ tốc độ và quan sát kỹ càng hơn các bạn nhé. Vừa qua, một đoạn clip ghi lại cảnh hai mẹ con vào tham quan chùa, lợi dụng không có ai, đã vô tư câu trộm tiền công đức. Người phụ nữ vào quanh ngôi chùa để kiểm tra xem có người trông coi hay không, lợi dụng lúc không có người, em gái này đã nhanh tay câu tiền từ trong hộp công đức. Sau khi đoạn video đăng tải, đã thu hút nhiều người bình luận. Thật kinh khủng, dạy con từ nhỏ, đi chùa mà ăn mặc như thế, lại còn ăn trộm nữa. Tương lai của em gái này sẽ ra sao đây? Ăn cắp là một hành động rất xấu, là một trong những hành vi vi phạm đạo đức không bao giờ được chấp nhận. Thế nhưng người mẹ trên đã dạy con mình ăn cắp khi tuổi đời còn quá nhỏ. Điều này sẽ hình thành cho con mình thói quen xấu, không chỉ ảnh hưởng tới tương lai mà còn ảnh hưởng đến xã hội. Chó là một loài vật nuôi thông minh, ngoài giữ nhà thì chó còn có thể làm xiếc, thậm chí là còn đóng phim nữa. Và sau đây là một chú chó vàng trong làng diễn xuất, diễn một nét rất đời luôn. Và sau đây là đoạn clip casting của chú chó nổi tiếng thông minh, biết xin đồ ăn nhờ cách vờ bị thương và kéo lê chân trên đường. Hình ảnh do một du công chứ thấy có đồ ăn. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube Sen Vàng TV để theo dõi những tin tức mới nhất trong ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.